Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy có thể in được những cái dây gói quà, dây vi băng gói quà, gói hoa, hoặc là mình có thể là in những cái dây mình làm cái thẻ đeo, dây thẻ đeo. Trên đó mình sẽ ghi tên những thông tin là riêng của công ty mình hoặc là những logo thương hiệu riêng cho từng công ty. Thì dòng máy mà em muốn giới thiệu với mọi người có model đó là Ring 412 PAE cộng. Đây là một dòng máy có công nghệ của Nhật Bản, in rất tốt và đẹp. Trên những cái chất liệu in như vậy thì mọi người hãy cùng em khám phá. Thì đây là dòng máy em muốn giới thiệu với mọi người, đây là dòng máy Ring 412 PAE cộng nha mọi người. Mọi người có thể là nhìn sơ về bên ngoài ha, này nó khá nhỏ gọn nên là mình có thể là tiết kiệm diện tích để mình đặt. Rồi đây, phía đây là phía bên trong, đây mở máy lên ha. Thì phía sau này mọi người có thể thấy, đây là phía sau, đây là phía sau để mình đựng cái quần nhãn. Cái quần nhãn thì phía sau này nó khá là nhỏ tại vì đây là dòng desktop nên thành ra là bên nhà sản xuất người ta cũng đã làm cho mình, nếu như những mình sử dụng những cái quần ly băng nó lớn như thế này thì mình không thể đặt vừa trong đó, thì phía sau nó có một cái khe mọi người có thể nhìn thấy ha. Đây thì mình có thể luồn phía sau này tới, ví dụ những quần nhà nó to như thế này mình không thể nào đặt, thì mình sẽ chế một cái gác chắn ở phía sau, cái đế chân đế, ví dụ như là cái chân đế này ha, thì bên em có cung cấp cái này ha, thì mình sẽ gắn phía sau này, mình luồn cái nhà tới. Đây cũng rất là tiện lợi ha, mình gắn như thế này, sau đó thì mình luồn những cái nhãn tới phía trước thì mình tiến hành đi. Đối với những cái quần nhãn to, mình làm cái quần nhãn to để tránh thời gian mất hay nhãn hay là gì ha. Tiếp theo mọi người theo dõi thêm một xí nữa, thì phía trước này lên là cái khu vực lắp mực ha. Mực thì mình có thể chứa được quần mực là 300 m, cái khổ rộng của đầu in của mình lên tới đó là 104 mm, tương đương với 4 inch. Đây mọi người có thể thấy là những cái nét chữ ở in ra nó rất là sắc nét, tại vì là đây là dòng máy Ring 412 nên có độ phân giải là 300 dpi, nên thành ra là có thể là in rõ được sắc nét được cái chữ mà mình in ra, màu với lại này kia nó sẽ ra đều hơn, và nên thành ra là mình cần phải chọn một cái dòng máy nó có độ phân giải cao, kèm với đó là chất lượng độ in của nó rất là tốt để nó có thể in ra được những cái nét chữ và những cái nội dung của mình rất là đẹp ha. Thì đây phía trước này là đây là bộ phận rất quan trọng đối với lại cái dòng máy in, nên khi chọn lựa thì mình cần phải tìm hiểu và nghiên cứu kỹ những cái phần này. Đây là cái phần bên ngoài của máy ha. Tiếp theo thì nhân tiện phía sau này thì em giới thiệu sơ qua một xí, đó là một số cổng kết nối của cái dòng máy in này. Thì đầu tiên mọi người có thể thấy đây là cổng len nha. Đối với cái dòng máy để bàn mà có trang bị cổng len thì đây là một đặc điểm rất nổi bật đối của cái hàng Ring nha mọi người, của dòng máy Ring. Tiếp theo đây là cổng RS232 và cổng USB. Bên này là cái jack cắm nguồn ha, và công tắc nguồn. Đó, thì nếu mà mình sử dụng cổng LAN thì nhiều máy ở trong văn phòng mình có thể in tới một máy in rất là tiện lợi, không nhất thiết là phải một máy cắm một lần in, thì nó khá là bất lợi. Nếu mà mình sử dụng nhiều máy in cùng một lúc thì nó rất là tiện lợi nha mọi người. Nếu mọi người có thể nhìn sơ qua một xí bên ngoài ha. Rồi. Sau đó thì em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem thực tế về cái khả năng in ấn của cái dòng máy này. Để mọi người có thể xem và biết được cái khả năng in ấn của cái dòng máy này nó như thế nào nha. Đây thì em mở nguồn lên và em tiến hành in thử nhá. Đây mọi người có thể thấy nhá. Đây, nó in ra rất là đẹp ha. Cái nội dung ở trên này thì mình có thể là từ thiết kế ha. Mình có thể thêm logo hoặc là thêm những cái icon gì đó dễ thương, in như Happy Birthday hay là chúc mừng sinh nhật, Happy New Year, hay là Valentine Day, hay là bất kỳ cái nội dung thông tin gì mà mọi người muốn in ra, hoặc là cái tên công ty gì đó để mình có thể là làm cái thẻ đeo nhân viên rất là tiện lợi ha. Thì đây là cái mọi người có thể thấy đây là cái nền ruy băng màu trắng này, còn cái chữ màu đỏ. Nếu mà mình có nhu cầu khác, ví dụ như mình muốn chữ màu xanh, màu vàng hay màu tím hay gì đó thì mình có thể là mọi người có thể là đưa thông tin, đưa yêu cầu thì mình sẽ cung cấp đúng cái loại mực cũng như là cái nền này. Nếu là muốn nền màu xanh hay là nền màu đen hay gì đó thì bên anh có thể là cung cấp đúng cái đề mà người đang cần ha. Thì cái này nó sẽ rất chuyên nghiệp cũng như là rất tiện lợi để cho mình trang bị cho cái shop của mình. Thì bây giờ em sẽ in thử cho mọi người xem trên cái chất liệu là nền đây còn với chữ trắng để mọi người xem cái máy này nó có thể in thế nào, mọi người cùng em theo dõi. Thì đây em vừa thay một cái cuộn mực trắng còn với là cái ri băng nó màu đen cho mọi người. Đây ha, mọi người có thể nhìn thấy ha, mực màu trắng, ri băng màu đen. Đây em sẽ thử cho mọi người xem cái khả năng in cũng như là cái đường nét của cái chữ mình ra. Đây cái logo này, logo với tên này thì rất là vật này, mọi người có thể thấy ha. Đây
in ra nét rất là đều nhé mọi người, rất là đều đi kèm với đó là cục rất là sáng, rất là rõ đấy. Tại vì đây là dòng máy 412 BA còn có độ phân giải đó là 300 dpi, nên mọi người có thể xem chất lượng tần bát của cái dòng máy này ha, nó in khá là rõ nét, kèm với đó là rất là đều phòng, nó rất là phù hợp để mình có thể là lựa chọn để đầu tư để sử dụng cho shop hoặc là cho cái công ty của mình, để mình ứng dụng để thiết kế riêng trong nhiều 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 cái khâu khác nhau và chủ động thời gian, không cần phải đi ra cũng bên ngoài hay là phải chờ đợi. Nếu mọi người có muốn em sẽ in thêm một cái nền màu xanh cho mọi người xem ha, nền màu xanh với một cái màu khác để mọi người xem mình khả năng in tiếp ha. Thì em vừa thay cho vào máy cái ruy băng nó có nền màu xanh đó, đây cái mực màu đen, để em in thử cho mọi người xem về cái khả năng in trên nhiều cái chất liệu nền khác nhau, nền màu khác nhau của cái ruy băng cũng với lại cái màu mực khác nhau, để cho mọi người xem cái khả năng in của nó. Đây mọi người có thể xem không? Cái nét chữ này và cái độ đều của cái mực này. Đây, tại vì đây là dòng rin 412 BA còn có độ phân giải là 300 dpi, nên thành ra là cái điểm đối của đầu in rất là tốt, cùng với rất là sắc nét. Đó, đây là điều mực. Đây, thì lúc này em có giới thiệu với mọi người một cái ứng dụng, đó là mình có thể lắp cái quần quần nhạc vi băng này phía bên ngoài. Đối với những cái trường hợp cái nhạc vi băng nó quá to, mình đặt cái quần nhỏ thì mình mất công phải thay tới thay lui nhiều lần, thì mình sẽ sử dụng cái kề ở bên ngoài ha, mình gác vào này, phía sau nó có cái gần như lúc đầu em có giới thiệu, thì mình có thể luồn và có thể là tiến hành in như như vậy nha mọi người, rất là tiện lợi. Thành ra là mình có thể là sử dụng để in nhiều cái quần quần nhà mà nó có những cái kích thước đường kính của cái nhà khác nhau đó mọi người, có thể thấy thì kèm với đó thì lúc này em cũng có in cho mọi người xem về kích thước của cái ruy băng này này, cái độ rộng của nó là có cái độ rộng nhỏ lớn khác nhau, thì miễn sao nó nằm trong cái kích thước lớn nhất đó là 105 mm, thì mình có thể là tiến hành in 1,5 hay là 1 hay là 2 hay là 3 cm gì đó, thì mình cũng có thể là tiến hành lắp vào máy và máy có thể là in được. Nội dung trên này thì mình cũng có thể là design thiết kế theo cái ý tưởng của bên mình, thiệp chúc mừng sinh nhật hoặc là Happy New Year hay là chúc mừng năm mới gì đó, hoặc là tên công ty hoặc là tên phòng ban này kia, logo hay gì đó mình có thể là tiến hành ở trên này để in. Đi kèm với đó là những cái màu mực hoặc là những cái màu nền của Reebok, thì mình cũng có thể là lựa chọn riêng theo cái phong cách, theo cái yêu cầu của từng đơn vị, từng shop khác nhau. Thì như vậy anh vừa giới thiệu cũng như lấy thử cho mọi người xem về cái khả năng in ấn của dòng máy RIN 412 BA cộng này đối với những cái chất liệu in ruy băng để mình sử dụng trong việc đó là gói quà, gói hoa hoặc là trang trí, cũng như là in những cái dây thẻ đeo với cái nội dung của shop mình hoặc là logo của mình từ trang bị hoặc là mình từ thiết kế. Thì nếu mọi người là cần tư vấn hoặc là thắc mắc gì, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibảomat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.